Thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu. Mọi người đều bận rộn, không có mấy người rảnh rỗi quan tâm tới những việc bạn làm. Chỉ có người yêu thương mới chú tâm vào từng hành động, lời nói, suy nghĩ của bạn. Đừng phí hoài trí lực chú ý tới thái độ của người dưng. Khi người khác nói gì, bản thân họ đều dễ dàng quên đi, chỉ có bạn là nhớ kỹ. Quá để tâm tới suy nghĩ của người khác khiến bản thân nhọc lòng. Sự nhạy cảm của bạn còn gây khó xử với những người xung quanh. Thái độ của người khác chỉ là nhạc đệm, không phải ca từ chi phối cuộc đời bạn. Thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu.